Hello, chào anh em. Thì hôm nay có dịp mình ngồi rảnh, mình làm clip hướng dẫn anh em đánh cược ma giai đoạn tiền mùa giải. Thì ở tuần trước thì do Tết mình không có kịp mình làm, thì hôm nay mình sẵn mình làm clip cho anh em tham khảo và anh em mọi người đóng góp ý kiến về cách bê cược ma. Thì mình làm clip này, ở đối với mình clip này là mình không nói về bet, mình không đánh phụ thuộc về bet, tại vì bet á, đánh một số người có mỗi cách đánh khác nhau và mỗi con bet nó sẽ có một cái kiểu đánh khác nhau, mình không có làm clip được. Tại vì nếu mà làm clip thì mình phải đi mượn ngặt của cái anh, thì mượn thì mỗi clip nó sẽ làm về nói về một con bet, điểm mạnh điểm yếu của nó khi tham gia mà giao tranh đó, thì nó sẽ tốt hơn và nó điểm yếu và điểm mạnh của nó như thế nào. Thì ở clip này mình dùng với admin mình là mình dùng cái tế huyền, thì mình không nói về con bet, tại con tế huyền nó là bet solo một mục rất là tốt rồi. Ở đây mình chỉ nói về cái cách BBB cợp ma và một số lỗi khi gặp. Thì về kỹ năng chiêu thì mình không nói đây rồi, cợp ma là đam chính là ở hai skill là skill địa liệt và skill hủy thiên. Là hai skill là địa liệt là cái chiêu bay vào tiếp cận mục tiêu là gây sát thương lan, và cái chiêu hủy thiên là chiêu 99. Tại vì chiêu hủy thiên ở skill hủy thiên được tới hai skill tăng đam là ở skill 89, skill hiếm 89 và skill hiếm 99. Và ở cợp ma là cợp ma bạo rất là cao rồi, nên việc vô giao tranh đó, các bạn sốc đam nó không kém gì một sát thủ đâu. Cho nên việc đi cược ma hiện ở meta hiện tại là rất là tốt, tại vì ở giao tranh hiện giờ là vũ linh, vũ mang và pháp sư đang bị lép vế rất nhiều so với sinh. Đấy, thì ở giai đoạn đầu chiến thì mình nói thẳng vô vấn đề luôn, thì vô giao tranh đối với các bạn cược ma thì đi thường gặp những cái lỗi như thế nào. Thì các bạn vô với bạn cược ma thì các bạn đi thường bị một cái lỗi đầu tiên á, là các bạn vô giao tranh quá sớm. Thì các bạn nên biết á, mình khi mà các bạn chuyển cược ma đa số các skill á, là ở dạng người, thì các bạn đa số là các bạn để người vô giao tranh á, là nó sẽ để dạng như các bạn di chuyển, các bạn combo cái chiêu thú vương này nè, bạn gầm lên để các bạn đánh chó nhanh nhanh á, cái đó là sai. Tại vì nếu mà xác định các bạn đã đi cược ma thì các bạn phải đi từ từ và đi đằng sau team, tại vì cược ma là ở ở dạng cược ma đúng là bạn chỉ số phòng thủ hay là hóa cược các bạn được ít 1.5 lên, đâu ít 5.5 lên, nhưng mà cược ma nó rất là mỏng so với cược tiên, là ở cái phần tiên ma đã phân rõ ra. Nên nếu các bạn gặp những trường hợp mà các bạn chạy lên đầu mà team địch thấy bạn là cược ma, thì việc mà bị vũ mang hay là hai sinh dồn một hơi, các bạn sẽ bị đột tử và các bạn thủ không kịp. Đấy, thì nên ở cược ma thì các bạn đi nên đi đằng sau team là tốt nhất. Trong trường hợp team mình có hai cợp, hầu như team bây giờ là đánh xấu xấu có ít nhất từ 2 đến 3 cợp, thì một cợp ma, một cợp tiên hoặc là hai cợp ma chạy cùng lúc với nhau và giết cùng một mục tiêu. Chứ nếu bạn là một cợp ma thì bạn dồn một mục tiêu rất là khó chết, trừ khi bạn trên một min 6, một min 8. Còn dưới một min dưới một tầm dưới một min rưỡi không có cách nào bạn dồn một người đồng lực chiến để các bạn chết được. Thì ở cợp ma thì các bạn gặp lỗi đó là lỗi đầu tiên, là lỗi chạy đầu. Thì các bạn do các bạn quen chơi cợp tiên á, các bạn nhào lên để các bạn gây giao tranh, thì đó là điều không nên đối với một cặp ma. Và cái lỗi thứ hai là cái sử dụng skill chó này. Đây, cái skill chó này là cái skill rất là quan trọng đối với cặp ma, tại vì cái skill này là ở trong bí kíp nó có được hai skill tăng sát thương cho chiêu này, đặc biệt là ở trong cái phần 99 nó có luôn skill tăng sát thương cho chiêu này. Ở phần kỹ năng này team ma, thì ở cái phần cái chiêu mà búa thú vương á, là nó tăng làm cho mục tiêu bị giảm tốc, là khi mà mày đánh thành công cái chiêu này á, thì các bạn cố định mục tiêu và các bạn đánh dồn đam vô mục tiêu rất là nhanh. Nên các bạn thấy á, tầm mà ví dụ như mình nói bây giờ ở mấy team khác là như team có mấy anh 1m8 tầm 1m19 á, hoặc là 1m16 trở lên cợp á, đi cái lượng đam bây giờ á, mà các bạn gõ ra mấy anh đó bây giờ, vậy như bạn đi sau này bạn đi cợp ma nhiều, các bạn sẽ thấy là các bạn thích chơi cợp ma hơn cợp tiên. Tại vì cợp ma vô giao tranh đó các bạn làm được nhiều thứ hơn, làm được nhiều thứ và dạng như gây sát thương và các bạn hỗ trợ cho team nhiều hơn cợp tiên. Các bạn đánh tới một cái giai đoạn nào đó, các bạn đánh thấy cợp tiên nó dạng như mình bị lệ thuộc vào team quá nhiều, hoặc là bị trong nhiều trường hợp á, là bây giờ người ta lắp ngọc hộ băng tâm, hoặc là các bạn gặp vô những người chơi mà người ta build chỉ số BBB gấp đôi chỉ số BBB của bạn á, thì dạng như bạn dùng skill á, gom hoặc là siêu hú hoặc là siêu nổ phát để gây chó, nó không còn có hiệu ứng nữa. Điển hình như mấy tuần trước mình gặp team hai ba bị cọp gì đó nhào lên phát, xong rồi hú lên phát mình không bị gom vô, cái chữ ngọc hồ băng tâm nó hiện lên cho bá luôn, nó bị mít sát thương luôn, hoặc là cái gì đó, hoặc là kháng lên kháng uống nó cao quá, nó không bị chó hoặc là nó không bị hút. Nhiều bạn thì kêu bị lỗi nhưng không, cái đó là do thiên tư hoặc là do kháng người khác cao hơn thôi. Thì bây giờ cợp ma thì giao tranh BB rất là tốt, nhưng mà các bạn tự dụng kỹ năng thì mình nói ở đây đầu tiên cái chiêu búa đánh chó này,
cái chiêu của chỗ này nó bị rất là nhiều lỗi mà mấy anh em hình như hầu cũng biết rồi nhưng mà hầu như không để ý hoặc là bị rối giao danh. Thường cái chiêu này các bạn đứng im đấy thì đánh xong nó sẽ hiện cái dòng chó này nè, nó là chó 1.5 giây, nhưng mà cái chiêu này khi mà các bạn di chuyển á, đây này các bạn đang niệm này mà các bạn di chuyển á đó, thì nó sẽ cái búa nó sẽ bị mất, nhưng mà skill nó vẫn niệm nên nhiều bạn cứ vô vô tranh nó ấn vậy nè đấy, nhiều bạn mình thấy mình coi clip đó, các bạn vô vô tranh nó mấy bạn ấn vậy nè đó, các bạn như bị lắc là làm cho bạn coi đấy, các bạn thấy không, cái chiêu này khi mà các bạn thi triển nó sẽ bắt buộc phải đứng im, cái cục này là mình làm này nó làm liên tục, nó y như là nó bị lắc vậy, nó đứng nó cứ thi triển kỹ năng liên tục nhưng mà nó không gây ra được hiệu ứng. Còn mà nếu mà các bạn bắt buộc các bạn gây hiệu ứng là các bạn phải đứng im niệm như thế này đấy thì nó mới thực hiện cái hiệu ứng chó hiện lên. Và ngoài ra còn một cái nữa để mà thi triển cái chiêu này á, khi mà chiêu này thi triển thành công chưa chắc là nó đã chó, thì ở cái chiêu này khi mà các bạn đặt cái búa xuống này nè, nó hiện lên cái biểu tượng chó á, thì có một số trường hợp là cái địch của bạn chạy ra khỏi, bạn không di chuyển, bạn đứng im nhưng mà cái địch của bạn chạy ra khỏi cái phạm vi đó, ví dụ như bạn đang niệm như thế này đi đấy, thì cái địch nó chạy ra khỏi cái phạm vi đó, vậy như là chạy ra khỏi cái phạm vi thì nó sẽ bị mất cái chiêu chó của bạn. Nhiều lúc ủa sao mình chó thành công rồi, nó hiện cái chiêu chó thành công lên mà tại sao lại không chó được, hoặc là cái địch vẫn chạy mầm, thì đó là do nó kẻ địch nó di chuyển ra khỏi cái tầm phạm vi, mình di chuyển nó cũng mất cái chiêu này mà kẻ địch di chuyển nó cũng mất cái chiêu này. Vậy làm sao để tối ưu hóa được cái chiêu múa này, đây là cái vấn đề khi mình tham gia BB ở dạng cờ ma này, và ngay cái cọc tiên mình cũng bị. Thì để các bạn biết cái công cụ của cờ đó là khi bạn gặp chiêu này lên nè, và các bạn đánh cái chiêu này liền là các bạn sẽ đánh chó được 1.5 giây. Thì khi mà các bạn thực hiện được cái chiêu này đấy thì vô giao tranh bạn dùng cái chiêu này trước, đây chiêu thú vương này nè, mình hú lên trước và các bạn đánh cái múa này liền để chó mục tiêu, khóa mục tiêu trong vòng 1.5 giây trước, 1.5 hay 1.25 giây đó. Rồi khi mà các bạn chống xong á thì bạn dùng cái chiêu này, các bạn canh tầm một giây sau bạn dùng cái chiêu này luôn, là bạn dùng được hai lần để gây hiệu ứng cho một mục tiêu. Hoặc là trong giao tranh bạn chờ đồng đội bên bạn có thái huyền, hoặc là có sinh, hoặc là có pháp sư, mà hoặc là có vũ linh bị phong ấn lại, hoặc là bị phong ấn hoặc là bị ngủ á, thì bạn đứng đó bạn chờ bạn canh, khi mà gần hết cái thời gian ngủ á, bạn thời gian ngủ thời gian phong ấn á, thì bạn gõ cái búa đánh chó này đấy, để gây sát thương, để chắc chắn gây thêm một đợt hiệu ứng nữa, và để bạn đứng yên bạn xoay. Tại vì cái skill phong hỏa luân này của con cọp á, xoay rất là đau, và hiệu ứng á, khi mà kích quỷ mẫu với lại cái gai hoa hồng lên, nó reset skill cho cọp ma rất là nhanh và rất là nhiều đấy. Khi bạn khi thực dụng cái chiêu này cho nó khi trong giao tranh nó rất là tốt. Và ngồi ra ở cái chiêu địa liệt nè, khi mà các bạn quấn giao tranh á, khi mà các bạn quấn giao tranh á, là các bạn đánh trúng một mục tiêu càng nhiều thì nó sẽ giảm lại cho bạn 3 giây kỹ năng thời gian hồi chiêu. Đây là ở cái chiêu đây, đây là khi mà ban cái chiêu này nâng mát lên, nó chỉ giảm thời gian hồi chiêu thôi, nâng cỡ cái này mình không biết nâng trên 15 thì nó sẽ có tăng cái này hay không, nhưng mà mình thấy nó giảm 3 giây là rất là nhiều rồi. Và còn ở cấp ma thì tăng 7 skill thì các bạn không nên cái tăng đánh thường nha, tại vì sau này á cấp ma là khi tăng cái chiêu này nè, về sau các bạn không đánh thường đâu, cấp ma nó reset skill rất là nhanh. Các bạn đánh về sau các bạn để ý, các bạn đa số các bạn đang tăng đam vào chiêu địa liệt. Và ngồi ra về cái chiêu là thú vương trì và cái chiêu búa vương thôi thì các bạn đánh. Còn mà cái skill hấp huyết á, cái chiêu mà bộc phá chân nguyên nó tăng 100% hiệu ứng hút máu á, thì cái chiêu này chừng nào cái chiêu này bắt buộc các bạn phải giữ lại tới lúc mà sâu cái bị hủy thiên. Và lúc mà cái chiêu này khi về mình nói cái chiêu này nè, cái chiêu này là cái chiêu bật lên nè đó, nó cho cái hiệu ứng này nè, đây hấp huyết cái nè là cái hiệu ứng mà hồi 100% máu á khi tham gia giao tranh ấy. Thì cái chiêu đó là nó xài ở cái lúc mà bạn gần hết máu thôi, để lúc mà khi bị hủy thiên thì bạn dùng 50% máu của mình để bạn gây sát thương, thì bạn bật cái chiêu này lên để bạn lấy lại cái lượng máu đã mất. Nhưng mà bật cái chiêu này các bạn nhớ phải đứng gần mục tiêu nha, đứng gần mục tiêu nó mới hồi, bạn đứng xung quanh càng đông mục tiêu thì bạn hồi càng nhiều, chứ bạn đứng lỉ mục tiêu là hồi không bao nhiêu và các bạn bị sốc chết đấy. Tại vì lúc đó là bạn đang ở dạng người, bạn nên nhớ quýnh cọp ma mình luôn luôn phải chủ động ở dạng người và dạng cọp. Đúng là cọp ma là quýnh nó dạng người không, nhưng mà nó rất là mỏng, tại vì rất là mỏng nên mình tại sao mình không có bet, tại vì có những trường hợp là cọp ma người ta đi bet địa tinh hoặc là bet bồng lai, là người ta đi về chuyên về công kích, chuyên về công kích, nhưng mà người ta thủ, người ta giải vỡ để người ta sốc đam, và người ta khi mà người ta hủy thiên xong á, người ta còn có cái bùa chống đột tử á, để người ta chạy được và người ta hồi máu và người ta tham gia giao tranh tiếp. Còn đối với những người mà chơi cọp ma theo dạng tái huyền thì như mình, thì để tại sao tái huyền nó sẽ lợi hơn, là tới khi mình lợi hơn là khi mà bị hóa cây á, là hóa cây 5 giây thì trong cái thời gian đó là bạn hóa người, bạn dùng skill búa đánh chó và skill thú vương là lên bạn hủy thiên được, nhưng cái đó là đánh một mục tiêu. Còn trong 66 á, bạn bị rất nhiều sát thương và bị rất nhiều đòn đánh khác nhau, mà đặc biệt bây giờ là biết là ngủ không và tới hiện rất là nhiều,
nên các bạn khó thực hiện kỹ năng thành công và các bạn dễ bị sốc đam nữa. Ví dụ như môn sinh á, mà nó thấy bạn hóa người nó tầm cái việc mà cỡ ví dụ cộp bây giờ tầm 300-400 ca máu đi, mình không còn biết dùng bao nhiêu, nhưng mà các bạn gặp sinh một phát là sinh dồn dồn đam rất là mạnh, không biết bạn là cộp hay là cờ lách gì khác đấy, thì cờ lách đó bây giờ đang rất là lỗi. Nên trong giao tranh đó, các bạn luôn luôn phải để ý skill và lách bất tử và lách 60% máu. Thì đối với cộp ma thì mình khuyên dùng 3 lần lách là thuốc cắn đầy 2 ống nguyên khí để vô dồn đam mũi thiên mở đầu giao tranh, và thuốc bất tử. Sau khi bất tử thì mình có 2 ống nguyên khí này hoặc là thuốc dồn đam, và mình sử dụng 2 ống trong nguyên để làm gì? Ống đó, 2 nấc đầu tiên là mình dùng cho skill huyền vũ, 2 nấc tiếp theo là dùng cho bộc phá chân nguyên để vừa có hút máu và vừa có giáp để mình thủ giao tranh đấy. Và ngồi ra sử dụng lúc mà dùng cái chiêu búa này, các bạn đừng nên di chuyển nhiều, tại vì cái skill búa này các bạn chơi trên điện thoại, mình đang sử dụng là mình quay clip cho máy tính, nhiều lúc mình có thể ngưng lại được. Còn các bạn trên điện thoại các bạn giao tranh, bạn lấy ngón cái bạn tùy vào lúc di chuyển, nhiều lúc các bạn sẽ bị lỗi cái skill búa đánh chó này rất là nhiều. Nhưng cái chiêu này rất là quan trọng, tại vì skill này là chiêu khống chế nên các bạn phải thực hiện cho kỹ. Hoặc là cái skill các bạn dùng là khi mà các bạn bật cái chiêu này lên, các bạn chỉ có được bao nhiêu giây sát thương đó thôi, thì các bạn phải dùng đam thiệt là nhanh đấy, dùng đam thiệt là nhanh hết tất cả các skill các bạn có để trong cái thời gian đó bạn tối ưu hóa được cái lượng đam rất là nhiều. Và trong trong cái thời gian mà các bạn hú lên á, thì các bạn còn được không có là cái 30% kháng hết tất cả mùi dưỡng. Cho nên mình nói khi mà tham gia giao tranh á, cọp tiên á, hủy thiên á, rất ít thành công, mà cọp ma hủy thiên thành công hơn rất là nhiều, tại vì nó được kháng 30% hiệu ứng, mà các bạn đeo thêm ngọc hồ băng tâm nữa thì thôi không còn gì để nói luôn. Nên mà ở bí kíp cọp ma 89-99 bây giờ nó rất là hiếm. Thì bây giờ hiện tại meta bây giờ là meta của cọp, sinh và pháp sư. Tại sao mình không nói vũ mang, tại vì vũ mang bây giờ vô á, bị cọp và bị sinh dồn rất là nhiều nên không có được chơi cho lắm. Với lại vũ linh á, thì bây giờ nhiều lúc vũ linh bị giảm tới 100% bất trong số 6, cho nên đây là lợi thế của cọp để các bạn tầm một min hoặc một min mốt, và những người cao hơn là tuyển thêm cho chiến đội số 6 và chuẩn bị khi mà gộp server á, các bạn có một cái bến độ mới hoặc là một cái chiến đội mới để tham gia cái mùa số 6, nó sẽ tốt hơn và nó hay hơn. Chứ mình thấy nhiều bạn team 2-3 cọp nhưng mà quýnh cọp ma cọp tiên cứ vô, các bạn cứ vô các bạn cầm cọp ma, các bạn cứ hóa cọp, các bạn dí người ta từ đầu tới cuối, xong các bạn hóa người các bạn đứng im. Tại khi mà các bạn chuyển về dạng người các bạn chạy rất là chậm, cọp cọp dạng người nó chạy rất là chậm, không có chạy nhanh như cọp tiên đâu. Ở dạng cọp thì đương nhiên cọp nó sẽ chạy nhanh hơn dạng người, rồi các bạn bị lúng túng khi mà mục tiêu dùng pháp sư á, nó dùng skill teleport á, tele bắt một phát có tele làm khúc đi, bạn ấn cho bản đồ bạn xoay liên tục về bên ta ghép, bạn kiếm một pháp sư, bạn kiếm một hồi như vậy mới đi bộ từ từ thì lúc đó pháp sư nó dùng ra mình chết rồi. Thì đó là điều những cái việc là đó là những cái điều mà khi các bạn chơi cọp ma các bạn cần phải tập luyện, hoặc là các bạn học cái cách là chuyển target này liên tục nè. Tại bên số 6 bây giờ nó rất là lợi là nó cho chuyển cái bản đồ cái gì cái bản máu á, các bạn ấn vào cái mục tiêu như đây nè, rồi các bạn ấn vào cái nút target á là nó sẽ đổi theo cái mục tiêu đó thôi. Và khi mà các bạn đổi mục tiêu á, các bạn chuyển cọp các bạn sử dụng, các bạn chạy thôi. Còn ở clip này mình không nói về bếp, tại là một khi nói về bet thì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, và với lại mỗi người sẽ có một phong cách chơi khác nhau, thì mình phải lắp cái acc đó vô mình mới đánh cho các bạn xem thì mình mới phân tích được, chứ mình không có kể là cầm mà nói không, mình đang dùng những tế hiền mà mình ca tụng về con bồng lai hoặc là mình ca tụng về con địa tinh được thì nó không có đúng. Đây thì mình kết thúc video ở đây, đó là những vấn đề và những cái lỗi sai mà khi các bạn dùng tham gia cược ma trong team số 6. Thì ở mùa này thì mình mong các bạn cải thiện kỹ năng, và có những bạn nào cần góp ý về cách đánh mới thì hãy đăng trong group cược để cho anh em tham khảo nhiều hơn, để cho mọi người giúp đỡ về kỹ năng đánh cược nhiều hơn. Thì mình thấy là server bắt đầu chơi đông lại và một lượng người chuyển qua cược rất là nhiều, nên mình mong mọi người hy vọng gắn bó với cái cược này cho tới khi game giai đoạn qua tới chuyển sinh 2. Và chúc mọi người một đầu năm mới và khởi đầu ngày mai đi làm thuận lợi, tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn mọi người, mình xin kết thúc clip tại đây.